À, một cây xanh rất to, cây bóng dáng làng này. Đẹp chưa? Rất người nhỉ. Cho một mặt bệ. Một vị mét 2 mét đá này. Anh em cứ đứng đằng sau cái cây cho tôi cả. Không cần phải đo đâu. Tại vì nhìn người ta sẽ hình dung ra. 1 mét 2 anh em nhá. Cao 1 mét 2. Đấy, anh em cứ đứng đằng sau hộ cả. Đứng đằng sau cái cây. Lu lên này. Đấy, lu chú cóc vàng anh em ạ. Rất già, cây xanh chất liệu xanh quê nhỉ. Một cây xanh đẹp như thế này. Đây bonsai Đình Vượng đứng các góc cho các bạn xem này. Cây này thì anh em cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình anh em nhé. Cứ trực tiếp liên hệ với số điện thoại. Bởi vì cây này nó cũng tương đối đẹp. Đấy, cây đẹp như thế này. Đang bắt đầu bật rằm đấy. Thuần pháp phê quá. Đây, cái này già là có lu đây các bạn nhé. Đang phát lu phát cục này. Đấy, nó đun cái cục lu này này rồi. Cái cục này càng ngày càng to lên. Mỗi ngày nó lở lớn lên một ngày. Đấy, đang rất già này. Thể hiện cái sự năm tháng. Đẹp chưa? Cái này thì đúng là ăn này. Vào, view quá đẹp. Vâng. Bác thấy cái này nào bác? Cảm nhận. Đây bác này đang ngắm say sưa cái này. Quá đẹp. Nhìn thấy nó có hồn không bác? Đấy, nghe bác có vẻ đang say sưa. Có khi hôm nay lổ luôn cái này, bắt tay luôn nha. Yeah. Ông bác đang ngắm cái cây xanh to khủng này. Từ lại giờ vào thấy đắm đuối lắm. Đây, cho quý vị xem nó ôm viên đá nó chặt như thế này. Đồ này anh em về là cứ ngâm nước, thả nước cái này thôi. Xanh quê thì rất là dễ nuôi, dễ sống. Cứ ngâm nước này là sống. Khiếp không? Ôi, mặt nào cũng đẹp. Đi xung quanh cho các bạn xem. Giá trị một cái là ôm một cái viên đá to ở dưới các bạn, nó bọc ôm chặt. Đúng, những cây to đẹp như thế này phải soi thật kỹ cho quý vị xem. Còn đây là cái mặt tiền, là nhìn sâu ở phía sau. Các bên hai bên vai rồi lưng thân pháp. Đấy, góc này thì các bạn thấy nó phê không? Đẹp. Mà lại được cắt giật thu côn cút. Chất liệu nó là xanh gì nhỉ? Xanh Nam Điền. Ừ, cái cổ này đẹp đấy, bóng dáng đúng chuẩn cây cổ. Đấy, cây cổ được này đang hot, đang lên ngôi. Quý vị tham quan cây cổ này xem này. Chất liệu cây xanh Nam Điền. Quá đẹp. Cái này đúng là được uốn nắn từ nhỏ rồi. Đường tay chạy, những cái tay rất là dài. Đây, bông rằm mịn tít. Với tác phẩm xanh cổ này báo anh em giá bằng 65 triệu. 65 triệu. Bông mái cái này đẹp. Cái này mà lên lá xanh đẹp lắm. Đấy, cho các bạn khoe bộ rằm phẳng tít. Đây, lại tiếp tục một cây xanh to cao này. Hàng khổng lồ này. Anh em phải dùng cổ, cổ lặng. Đấy, anh em Trần Hoàn đứng bên cạnh cái cây bé tí, đúng không? Người cây là thụ. Hoành tráng quá. Chất liệu xanh Nam Điền. Bao nhiêu? 70 triệu cây này. À, giá quá hợp lý. Lực sĩ nhỉ? Vâng, to, thân pháp.
Lực sĩ. Đấy, cả mặt sau đây. Hai mặt đều đẹp. Đây là một đôi cây trâu. Đôi trâu anh em nhé. Trâu cọng cây. Chỉ được chơi đây. Lục lá là đầy đủ hết, bông trắng. Bông bềnh nhưng mà đôi anh em này. Đấy, cái đôi trâu này có một trực một hoành. Cả đôi trâu là bao nhiêu nhỉ? Đôi trâu này bán anh em 60 triệu. 60 triệu là một đôi, 30 triệu một cây. Đây là cây thứ nhất. Rồi, cây thứ nhất đây, giờ chúng ta sang thăm cây thứ hai. Đây, trâu thứ hai đây, quý vị. Hai cây tương tự giống nhau. $60 đôi này. Anh em nào thích lấy một cây thì cũng 30 triệu. Hàng anh em sưu tầm đây. Xanh Nam Điền nhỉ. Xanh Nam Điền. Cái này nó có tên riêng nhỉ? Đặt tên cho anh người anh em. Cái này tôi cứ tự tạm thời gọi xanh cổ. Xanh cổ. À. Đó này đang báo giá anh em là bằng 350 triệu. 350 triệu. Một cây chấn vườn ở vườn này. Rất ra. Đây, quý vị xem. Một cây nhiều thân, thân pháp nó như thế này. Bóng cái đẹp. $350 triệu cái này mà được lên đá cho nó đẹp đẹp, nổi nó cũng khá là đẹp. Đấy, thân pháp cũng hóa lung tung trưởng. Rất giá trị đấy chứ. Đường chạy thì mềm mại. Đấy, mặt trước mặt sau đều đẹp. Và tiếp theo đây là một cây xanh ôm đá đây. Một đôi anh em nhá. Cũng một đôi à? Xanh làm theo lối cổ đó, xanh Nam Điền anh em nhá. Chất liệu xanh Nam Điền. Một đôi xanh Nam Điền này báo bán anh em là bằng 120 triệu một đôi. 120 triệu cái đôi này. Đây là cây thứ nhất. Cái này là ký bằng đá thấm thủy nhỉ? Vâng. $120 triệu một đôi. Đây là cây thứ nhất và cái cây thứ hai là bên này. Đợt này lá đang vàng nó úa đó. Nó phải dụng hết cái đợt lá này sang đợt lá non mới nó mới đẹp. Ok, 120 triệu đôi này. Cây bên này thì đẹp hơn này. Đấy, mặt trước mặt sau, quay kỹ cho các bạn xem. Đây là một cây ổi. Anh em đứng sang bên kia cái cho mọi người so sánh cái cây với cái người dễ hình dung đó.
Tác phẩm này báo anh em giá 13 triệu. Ổi này là 13 triệu. Đường chạy thân pháp nó dị lạ phết đấy. Đấy, tay quái nha. 13 triệu anh. 13 triệu. Để lu lục vừng này. À, cái lục vừng này à? Có cái lu cục ghê nhỉ. Tác phẩm lu này báo anh em giá 10 triệu. 10 triệu. Một cái giả nha. Cái này thì giả lắm. 10 triệu. Ở đây là một cây tùng là Hán đây. Cái này bông tán thì đẹp nhỉ. 35 triệu. Bông tán tay gánh này thì đẹp lắm các bạn. 35 triệu anh em nhé. Dưới nó có bệ gốc không nhỉ? Hay đang đây. Chìm chồn hết dưới à? Đấy, cho anh em nó dưới. Đấy, moi moi tí nhỉ. Đấy, bệ này nhỉ. Nó có tí bệ đấy. Này, gốc to đẹp, mịn lắm. 35 triệu. Nếu có gì thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại Bonsai Linh Vượng đặt trên màn hình quý vị nhé. Bonsai Linh Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuốn video tiếp theo.